Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Tháng trước, Hạ viện Mỹ cuối cùng đã thông qua gần 61 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Gói hỗ trợ này đã bị trì hoãn trong nhiều tháng do sự phản đối mạnh mẽ của Đảng Cộng hòa. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, gói hỗ trợ này chưa thể khiến Ukraine thở phào ngay lập tức. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng đó là bởi vì Nga vẫn còn khả năng tận dụng cánh cửa hẹp trước khi viện trợ Mỹ đến nơi bằng cách tăng cường các cuộc tấn công. Trên thực tế, trong những ngày qua, tranh thủ khoảng thời gian quân đội Kiev vẫn chờ viện trợ từ phương Tây, Nga đang tăng tốc tiến công trên khắp mặt trận Ukraine. Và rồi, tiếp sau những động thái trên chiến trường, hôm 6 tháng 5, Nga đã thông báo sẽ tiến hành tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Động thái này ngay sau đó đã lập tức nhận được sự phản ứng khác nhau. Giới chuyên gia nhận định, động thái này là phản ứng cứng rắn của Moscow với những tuyên bố hiếu chiến của giới chức phương Tây về việc điều quân tới Ukraine. Theo đài Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga mô tả các cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến thuật sắp tới là nỗ lực của Moscow nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng ở các nước phương Tây về việc đe dọa triển khai bộ binh tới Ukraine và thực hiện các bước đi khác có nguy cơ leo thang cuộc chiến ở Ukraine thành một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, cuộc tập trận phải được xem xét trong bối cảnh những tuyên bố gây hấn gần đây của các quan chức phương Tây và hành động gây bất ổn mạnh mẽ được một số nước NATO thực hiện nhằm gây áp lực với Nga bằng vũ lực và tạo thêm mối đe dọa đối với an ninh của đất nước chúng ta liên quan đến cuộc xung đột trong và xung quanh Ukraine. Nga nhấn mạnh các mối đe dọa này bao gồm cung cấp các hình thức hỗ trợ trực tiếp mới cho Kiev, bao gồm việc chuyển giao vũ khí ngày càng tiên tiến, cũng như quyết định của Mỹ xé bỏ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga nhằm quân sự hóa cả châu Âu và châu Á. Theo Bộ Ngoại giao Nga, các cuộc tập trận sẽ giúp NATO nhận ra những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra do những rủi ro chiến lược mà họ đã tạo ra, đồng thời ngăn chặn họ vừa hỗ trợ chính quyền Kiev trong các hành động tấn công, vừa bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp với Nga. Nga hiện được cho là đang sở hữu nhiều loại vũ khí hạt nhân, từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa đến vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn hơn. Trong bối cảnh xung đột Ukraine, các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tuyên bố rằng học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng những loại vũ khí này khi sự tồn tại của nước Nga bị đe dọa. Hồi tháng 3 vừa qua, ông Putin cho biết rằng không có thời điểm nào trong cuộc xung đột mà tình hình lại đòi hỏi một động thái triệt để đến mức tấn công hạt nhân. Ông Putin đã phải đối mặt với những lời kêu gọi ở Nga từ một số người theo đường lối cứng rắn nhằm thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó đặt ra các điều kiện để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Mặc dù năm ngoái, Tổng thống Putin cho biết ông cảm thấy không cần phải thay đổi học thuyết. Nhìn rộng ra, học thuyết nói rằng một loại vũ khí như vậy sẽ được sử dụng để đáp trả một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, hoặc việc sử dụng vũ khí thông thường chống lại Nga khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa. Nga và Mỹ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, nắm giữ hơn 10.600 trong số 12.100 đầu đạn hạt nhân của thế giới. Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba, tiếp theo là Pháp và Anh. Cùng với quyết định tập trận vũ khí hạt nhân, Moscow cũng cảnh báo rằng họ sẽ coi bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 nào mà NATO dự định chuyển giao cho Ukraine là những máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân và coi quyết định cung cấp chúng là hành vi khiêu khích có chủ ý. Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web hôm 6 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga viết: "Chúng tôi không thể bỏ qua thực tế rằng tiêm kích F-16 đa chức năng do Mỹ sản xuất và dự kiến sẽ hiện diện ở chiến trường Ukraine là những phương tiện được sử dụng ở cả hai mục đích phi hạt nhân và hạt nhân. Chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra đặc điểm này." Bộ Ngoại giao Nga cũng nhận định dòng chiến đấu cơ đặc biệt này trong nhiều năm qua đã hình thành nền tảng của phi đội không quân chuyên hoạt động trong khuôn khổ sứ mệnh hạt nhân chung của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Kể từ năm 2023, nhiều quốc gia phương Tây đã công bố kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine để hỗ trợ những nỗ lực của Kiev trong việc kiểm soát không phận trước các mối đe dọa từ trên không của Nga. Đan Mạch và Hà Lan là những quốc gia đầu tiên cam kết cung cấp F-16 cho Ukraine vào mùa hè năm 2023, trong khi các quốc gia khác cam kết đào tạo phi công Ukraine vận hành máy bay chiến đấu đa chức năng theo tiêu chuẩn NATO. Nga nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thậm chí cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine có nguy cơ dẫn đến xung đột hạt nhân, trong khi đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố Ukraine có nguy cơ kéo NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở lãnh thổ các nước thành viên liên minh lân cận. Cùng ngày ra thông báo tập trận, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã triệu tập Đại sứ Anh tại Nga Nigel Cassy để cảnh báo tác động từ những bình luận của Ngoại trưởng Anh David Cameron trong chuyến thăm Kiev ngày 2 tháng 5 về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Anh để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga nhấn mạnh rằng những bình luận này báo hiệu việc London thừa nhận vai trò của mình là một bên trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine
và Moscow sẽ phản ứng phù hợp với điều đó. Bộ Ngoại giao Nga cho hay, đại sứ được biết rằng phía Nga coi tuyên bố của Ngoại trưởng Cameron là bằng chứng cho thấy sự leo thang nghiêm trọng và xác nhận sự tham gia ngày càng tăng của London và các hoạt động quân sự của phía Kiev. Bộ này cũng cho biết đã cảnh báo ông Kessy rằng nếu lãnh thổ Nga bị Ukraine tấn công bằng vũ khí Anh thì bất kỳ cơ sở quân sự hoặc trang bị của Anh nào trong hoặc ngoài lãnh thổ Ukraine đều có thể bị Nga tấn công. Moscow cũng đã triệu tập riêng đại sứ Pháp tại Nga Pierre Lévy liên quan đến những tuyên bố hiếu chiến của giới lãnh đạo Pháp và sự can dự ngày càng tăng của Pháp vào cuộc khủng hoảng Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc một số quốc gia thành viên NATO đang cố tình kéo liên minh này vào một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga, đồng thời đề cập tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nhà lãnh đạo đã nhiều lần đề xuất rằng các lực lượng của Pháp và NATO nên được triển khai tới Ukraine để chiến đấu chống lại quân đội Nga. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, những hành động này và một số hành động khác của các quốc gia thành viên NATO cho thấy họ đang cố tình biến cuộc khủng hoảng Ukraine thành một cuộc đụng độ quân sự công khai giữa các nước NATO và Nga nhằm gây ra một thất bại chiến lược cho đất nước của chúng tôi. Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng cuộc tập trận quân sự sắp tới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân phi chiến thuật nên được đặt trong bối cảnh các tuyên bố gây hấn gần đây của các quan chức phương Tây và các hành động gây bất ổn của NATO. Sau khi Nga thông báo sẽ tập trận dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp trả đe dọa từ phương Tây, Thủ tướng Đức lẫn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ và người phát ngôn Lầu Năm Góc đều đã lên tiếng phản ứng. Viết trên mạng xã hội X vào 11 giờ 50 phút tối mùng 6 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng về cuộc tập trận hạt nhân do Nga công bố, điều quan trọng là phải đảm bảo vũ khí hạt nhân sẽ không được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine. Về phía Mỹ, những tin tức về cuộc tập trận hạt nhân sắp tới của phía Nga đã vấp phải sự chỉ trích ở Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố, lời lẽ hùng biện của Nga, lời lẽ hùng biện về hạt nhân của họ là liều lĩnh và vô trách nhiệm trong suốt cuộc xung đột này. Theo Newsweek, khi nói với các phóng viên hôm mùng 6 tháng 5, ông Miller cho rằng, việc Nga tổ chức tập trận hạt nhân cho thấy Mỹ không có bất kỳ lý do nào để điều chỉnh vị thế hạt nhân của mình. Tuy nhiên, theo ông Miller, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Về phần mình, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Pat Ryder cũng chỉ trích tuyên bố tập trận hạt nhân của phía Nga, gọi đây là một ví dụ về kiểu hùng biện vô trách nhiệm đã thấy từ Nga trong quá khứ. Tướng Ryder nhấn mạnh, điều đó hoàn toàn không phù hợp với tình hình an ninh hiện tại, và cho biết thêm rằng phía Mỹ chưa thấy bất cứ thay đổi nào về tư thế của lực lượng chiến lược Nga. Tuy nhiên, theo tướng Ryder, phía Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi. Bình luận về hàng loạt tuyên bố của quân đội Nga, Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga về kế hoạch của lực lượng tên lửa Nga tổ chức cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật, ông Earl Rasmussen, trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu, nói rằng đây là tín hiệu gửi tới các nhà lãnh đạo phương Tây rằng Nga rất nghiêm túc. Theo đó, nếu các nhà lãnh đạo phương Tây leo thang vấn đề này hơn nữa bằng sự can dự trực tiếp, Nga sẽ trực tiếp đối đầu với họ. Họ sẽ tấn công lực lượng phương Tây và có khả năng bảo vệ ý chí của nhà nước Nga. Ông Rasmussen cảnh báo điều này có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, khiến tình hình leo thang và cuối cùng dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực. Nhà bình luận các vấn đề quân sự và quốc tế từng làm việc trong quân đội Mỹ 20 năm cho biết thêm. Tôi không tin rằng Nga muốn làm điều này. Tôi tin rằng họ đang cố gắng gửi tín hiệu cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng leo thang hơn nữa. Thật không may, ông Rasmussen cảnh báo trong trường hợp mặt trận Kiev sụp đổ, những tuyên bố thù địch từ các nước phương Tây về việc can dự vào Ukraine sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp. Ông nói, đây là một hành động khiêu khích rất nguy hiểm, một sự leo thang rất nguy hiểm. Tôi cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây không nên làm điều đó.